dự án mở rộng xa lộ 405 đi qua vùng Little Sài Gòn, chuẩn bị khai trương cuối năm nay, giúp tài xế rút ngắn đáng kể thời gian chạy trên xa lộ thuộc loại đông xe nhất nước Mỹ này. Dự án của cơ quan giao thông vận tải Orange County, OCTA, dài tổng cộng 16 dặm, kinh phí gần 2 tỷ 200 triệu đô la, gồm tiền của quận hạt, tiểu bang và liên bang, phần lớn là tiền từ Measure M, dự luật thu thuế bán hàng nửa cent của Orange County để đầu tư cho giao thông vận tải. Mục đích của dự án là giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại và nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng việc làm, dân số và nhà cửa khắp vùng này. Chúng tôi rất coi trọng cơ hội và trách nhiệm dùng tiền đóng thuế của người dân để đầu tư cho hệ thống giao thông vận tải của Orange County. Từ đầu những năm 1990 tới nay, chúng tôi đầu tư cho rất nhiều công trình, nhưng đây là dự án đầu tư đường xá lớn nhất trong lịch sử quận hạt này. Theo dự trù, dự án mở rộng xa lộ 405 sẽ khai trương vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Trước ngày khai trương, OCTA sẽ bắt đầu thử làn cao tốc Express Lane cuối tháng 10. Trong thời gian đó, cơ quan này sẽ chặn những làn đường carpool hiện tại. Chúng tôi hiểu dự án này kéo dài khá lâu. Chúng tôi khởi công dự án hồi đầu năm 2018. Cư dân cũng như cơ sở thương mại từ Costa Mesa tới tận ranh giới giữa Orange County với Los Angeles County và những vùng xung quanh đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi cảm ơn họ đã kiên nhẫn. Chúng tôi đang mong tới ngày đầu tháng 12 để khánh thành dự án. Theo dự án, xa lộ 405 mỗi hướng sẽ có thêm một làn đường bình thường từ đường Euclid ở Fountain Valley tới xa lộ 605 ở Seal Beach như đã hứa với cử tri thông qua Measure M. Dự án này cũng cải thiện đường xá và đoạn lên xuống xa lộ khắp các thành phố dọc theo tuyến đường 16 dặm. Ngoài ra, dự án này còn xây thêm hai làn đường cao tốc Express Lane cho mỗi bên của xa lộ 405, từ xa lộ 73 ở Costa Mesa tới xa lộ 605 ở ranh giới giữa Orange County với Los Angeles County. Để chạy Express Lane 405, tài xế phải có máy tiếp sóng Fast Track Transponder và chương mục còn hiệu lực với bất kỳ cơ quan thu phí nào ở California. Tài xế chạy một mình trên Express Lane 405 sẽ phải trả tiền, còn xe chở 3 người trở lên thì được miễn. Trong 3 năm rưỡi đầu mở Express Lane 405, xe chở 2 người cũng được chạy miễn phí ngoài giờ cao điểm. Xe hơi gắn bản số dành cho cựu chiến binh hoặc người khuyết tật cũng như xe mô tô sẽ luôn luôn được chạy Express Lane 405 miễn phí. Xe hơi năng lượng sạch như tiểu bang California quy định sẽ được giảm giá 15%. Vì Express Lane 405 có 6 điểm ra vô nên mức thu phí sẽ khác nhau tùy quãng đường xe chạy và cũng tùy thời điểm. Theo ước tính, mức phí đắt nhất là gần 10 đô la cho xe chạy hết Express Lane hướng Bắc từ 3 giờ tới 5 giờ chiều thứ Sáu, còn xe chạy hướng Nam có thể trả tới 6 đô la 20 cent. Trung bình 3 đồng thô và cao nhất là khoảng dưới sắp xỉ 10 đồng để chạy cái này, chạy từ đâu đến đâu. Thì thưa anh, là sẽ bắt đầu ngay tại chỗ mình đang đứng là ngay freeway 73 và 405, và từ đó sẽ chạy 14 mai về phía Bắc tới cái biên giới của 405 và 605. Cái đó là sẽ chạy qua tất cả mấy cái đường chính của mình cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, ví dụ như là Euclid nè, Brookhurst nè, Magnolia nè, Beach nè. Thật ra tất cả mấy cái đường mà mình quen thuộc của cộng đồng Việt Nam chúng ta mà chạy thường xuyên hàng ngày là đều cái exit nằm trong cái giai đoạn thô này. Theo ông Joel Zlotnick, phát ngôn viên OCTA, một khi mở Express Lane 405 cuối năm nay, OCTA sẽ dành thời gian gọi là giai đoạn điều chỉnh để tăng hoặc giảm phí. Tiền thu phí Express Lane sẽ được dùng để trả khoản tiền 629 triệu đô la mà OCTA vay của liên bang cho dự án này.